Honda HR-V là mẫu BSUV đô thị khá quen thuộc ở thị trường ô tô Việt Nam. Mẫu xe này gia nhập phân khúc này vào năm 2018 cùng Hyundai Kona để cạnh tranh với Ford EcoSport. Sau khởi đầu như mơ với doanh số đạt 740 chiếc, cao hơn Ford EcoSport với 444 xe và Hyundai Kona là 650 xe những tưởng HR-V sẽ thống trị phân khúc. Tuy nhiên, lần đầu và cũng là lần cuối HR-V bán chạy nhất phân khúc sau 3 năm có mặt tại Việt Nam. Không khó để giải thích cho hiện tượng này, khi các đơn đặt hàng được dồn lại và giao cho khách trong tháng đầu tiên mở bán nên HGV thăng hoa khi đạt đỉnh phân khúc. Trong khi đó, giải thích cho sự ế triền miên của mẫu SUV đô thị này tại Việt Nam, người dùng cũng tìm thấy ngay lý do khi HGV là mẫu xe đắt nhất phân khúc, đắt hơn cả Hyundai Tucson và tiệm cận đàn anh CGV. Mặc dù vậy, hiện nay khách hàng mua xe Honda HGV đang nhận được rất nhiều chương trình ưu đãi đến từ thương hiệu Hàn Quốc, với mức hỗ trợ đến gần 200 triệu. Điều này đồng nghĩa, giá xe chỉ ngang với phiên bản cao cấp của Kia Seltos. tốt. Giảm giá sâu, nhưng doanh số của HGV hiện nay tại Việt Nam vẫn là câu chuyện buồn khi luôn xếp cuối cùng trong phân khúc. Sau 7 tháng đầu năm 2021, doanh số HGV chỉ dừng lại ở mức 750 xe được giao đến khách hàng. Còn Kia Seltos tốt cao gấp 10 lần khi đạt 7.976 xe rời đại lý. Những con số trên khiến Honda cần có cuộc cách mạng cho HGV và thế hệ mới xuất hiện với kỳ vọng sẽ xóa bỏ hình ảnh nhạt nhòa của mẫu xe tại Việt Nam nhờ những cải tiến cách mạng. Ở thế hệ mới, giá xe Honda HR-V 2022 tại quê nhà Nhật Bản giao động từ 487 đến 707 triệu. Có thể thấy, mức giá này rất hấp dẫn khi đặt cạnh đối thủ và rẻ hơn rất nhiều so với xe đang bán ở Việt Nam. Theo đánh giá thực tế nhìn HR-V 2022 ngoài đời thực vạm vỡ hơn hẳn người tiềm nhiệm bởi xe được tăng kích thước. Theo đó, mẫu SUV đô thị của Honda có kích thước chiều dài rộng cao lần lượt là 4.450mm, 1780mm, 1 600 mm chiều dài cơ sở 2 2630mm. Đây cũng là chiếc xe có kích thước tốt hàng đầu phân khúc hiện nay. Cách tân lớn đến từ ngoại hình hiện đại hơn rất nhiều so với mô hình cũ. Phần đầu xe không còn lưới tản nhiệt solid wing phase, đặc trưng của thương hiệu này mà kế vào đó là hình đa giác với những thanh ngang nhỏ, phần mũi xe dần hạ thấp về trước. Cụm đèn chiếu sáng dạng full LED kết hợp giải LED định vị phía trên kiểu mới, đèn sương mù hạ thấp xuống cản trước tạo thành hốc gió đầy ấn tượng. Nhìn ngang thân xe, phong cách cúp hóa đã được Honda ứng dụng trên HRV đời mới mang đến cái nhìn trẻ trung và thể thao hơn cho mẫu SUV này. Bộ mâm xe 18 in 5 chấu kép, vòm bánh xe được sơn đen chứ không phải ốp nhựa giúp cho HRV trở nên sang trọng hơn. Gương chiếu hậu giờ đây cũng được đặt dưới cửa xe để giúp mở rộng ô thoáng mang đến tầm quan sát tốt hơn cho người lái bước ra đuôi xe, nhìn kính chắn gió sau hạ thấp, cửa khoang hành lý rộng ra tạo thành điểm G chính là phong cách mới. Giờ đây, đèn LED chạy ngang cửa cốp là kiểu thiết kế rất đặc trưng của các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc học tập từ xe châu Âu. Điều đó cũng xuất hiện trên HGV mới giúp xe sang trọng mà bắt mắt hơn rất nhiều. Honda đã cải tiến triệt để cho HGV ngay cả khoang nội thất, bạn sẽ không thể nhìn thất bất cứ chi tiết nào vương vấn từ đời cũ. Ấn tượng nhất là màn hình đặt nổi đầu tiên của Honda ứng dụng trên xe của mình tích hợp hệ thống Connect và khả năng kết nối Apple CarPlay Android Auto. Ngay bên dưới, hệ thống điều hòa dạng phím xoay giống hệt City mới và cửa gió điều hòa, cũng có thiết kế hiện đại hơn là điểm nhấn của mẫu SUV này. Giờ đây, HGV 2022 cũng được trang bị phanh tay điện tử. Nếu chi tiết này giữ nguyên khi về Việt Nam thì đây sẽ là chiếc xe duy nhất trong phân khúc có phanh tay điện tử. Vô lăng đê cắt bọc ra kết hợp chi tiết nhựa đen bóng tạo điểm nhấn cùng với đó là loạt phím bấm chức năng trong gói công nghệ an toàn cao cấp được tích hợp trên vô lăng. Đặc biệt HGV còn có màn hình kỹ thuật số đẹp mắt hơn rất nhiều. Ghế da pha vải sẽ là chất liệu chủ đạo, ghế lái có thể chỉnh điện nhưng không có tính năng sưởi làm mát là điểm trừ khi so với xe tốt. Tuy nhiên, hàng ghế sau rộng rãi chính là ưu điểm cùng với đó là phần đệm ghế có thể gấp lên mang đến khả năng chứa đồ tốt hơn cho mẫu SUV này. Xe sẽ sử dụng động cơ hybrid gồm máy xăng 4 xi lanh. Dung tích 1.4 lít hút khí tự nhiên kết hợp cùng một động cơ điện cho cầu sau kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian tùy chọn. Với danh sách trang bị bạt ngàn, thiết kế thay đổi toàn diện, Honda hr 2022 xứng đáng là chiếc xe đáng chờ đợi về Việt Nam đấu kia xeo tốt hay Toyota Corolla Cross. Xe cộ, xe cộ, xxx.